AFK Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của AFK Mobi. Và hôm nay các bạn sẽ có video trải nghiệm một con game mobile nhập vai thẻ tướng vừa mới được phát hành tại thị trường Việt Nam, có tên gọi là Animia Epic Battle. Con game này được nhà phát hành Gamz phát hành và hiện thì anh em có thể tải con game này trên cả Google Play cũng như App Store nha. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá con Animia Epic Battle này nhé. Con game này các bạn thấy là nó sẽ chơi theo kiểu màn hình dọc thôi. Rồi, chúng ta sẽ vào game đi. Tiếp tục này, mình sẽ đăng nhập. Các bạn có thể đăng nhập vào rất nhiều tài khoản nhưng mà mình sẽ chơi ngay thôi. Rồi, để xem con game này như thế nào nào. Đây, chúng ta sẽ có một con game có cái đồ họa, có một cái cốt truyện fantasy. À, chúng ta có nữ thần Gaia, ui rồi ăn mặc hở hang thế không biết, trời ơi. Rồi, chắc là bỏ qua phần cốt truyện đi. Tóm lại thì là game thể tướng và chúng ta sẽ vào khiêu chiến này. Chúng ta sẽ có các cái nhân vật ở đây, chúng ta sẽ cho tướng ra trận chiến đấu đúng không? Đúng rồi, chúng ta sẽ có tối đa ở đây mình thấy là sẽ có 5 slot để các bạn sắp xếp đội hình và chiến đấu. Cơ chế chiến đấu thì hoàn toàn tự động. Khi mà nhân vật đầy năng lượng thì có thể click vào avatar để sử dụng kỹ năng. Tất nhiên sau này anh em sẽ ấn vào nút auto để nó tự động dùng kỹ năng cho các bạn luôn. Đấy, khá là nhàn, game thể tướng rảnh tay mà. Ồ, có cả lồng tiếng cho nhân vật luôn anh em ạ. Tiếp tục nha, chúng ta... À đây, mình được thêm một ngự linh mới này. Nhân vật ở game này thì nó gọi là ngự linh nhá anh em nhá. Nam phong hiệu ý, quạt ba, sử dụng vũ khí là quạt ba tiêu. Đấy, cho thêm nhân vật ra trận. Rồi, chúng ta ở đây mình thấy là game này thì nó sẽ chia theo phe. Các bạn sẽ có những cái phe như thế này và có sự khắc chế giữa các phe, đồng thời là khi mà các bạn cho những cái tướng cùng phe ra trận thì nó sẽ cộng thêm chỉ số. Cái này quá quen rồi nhỉ. Mình thấy là cách chơi của con Animia Epic Battle này thì nó cũng chơi tương tự những con game thẻ tướng khác thôi. Bạn nào chơi game thẻ tướng nhiều chắc là cũng không quá xa lạ. Đây, chúng ta có tính năng trèo máy nhận thưởng này. Đấy, rồi đây là phần ngự linh thì các bạn có thể nâng cấp lên bằng cách là tăng cấp của ngự linh lên này và tiếp tục chiến đấu nha. Đấy, khá là quen thuộc nhỉ. Nút tăng tốc này thì phải ải 2/3 thì nó mới mở tăng tốc anh em ạ. Rồi, ở đây thì mình đã mở auto rồi. Đấy, mình chỉ cần quan sát nhân vật chiến đấu thôi. Với con Animia Epic Battle này thì mình không thể kiểu là đang chiến đấu thì mình ấn sang các tính năng khác được. Nó chỉ có anh em bắt buộc là phải xem nhân vật chiến đấu, nhưng mà nó cũng nhanh thôi. Lại có thêm nhân vật mới này. Như vậy đội hình mình cũng có 4 người rồi đấy. Đấy, tức là ban đầu thì game nó sẽ tặng cho anh em rất là nhiều tướng miễn phí. Tất nhiên đây chỉ là tướng cơ bản thôi. Còn nếu muốn khỏe sau này anh em phải quay tướng ra những tướng nó xịn sò hơn. Rồi, chúng ta làm gì đây? Chắc là lắp trang bị đúng không? Và đúng rồi, chúng ta sẽ tính năng lắp trang bị vào. Sau này cường hóa trang bị lên. Mình thấy là các cái tính năng nâng cấp nhân vật thì nó cũng khá là cơ bản thôi. Bạn nào chơi game thẻ tướng nhiều rồi ấy, chắc là không khó làm quen với con Animia Epic Battle này. Đánh này thì nó không có tính sao, nên các bạn có chết tướng thì không sao nhá, miễn sao qua ải là được, không chết toàn bộ là được. Rồi, đấy, cái game này hướng dẫn thì nó khá đơn giản, bởi vì nó cũng dễ làm quen. Đây, chúng ta sẽ có một cái sự kiện là đăng nhập 7 ngày, các bạn sẽ được tặng một tướng xịn. Ok, nhận thưởng này. Cố gắng chơi 7 ngày thì các bạn sẽ nhận được tướng nhá. Rồi, chúng ta sẽ có cả phần... sẽ là tặng lượt tướng khiêu chiến à. Rồi, thôi cứ đánh đi nhá. Hiện tại thì đây là bảng nhiệm vụ này, hoàn thành nhiệm vụ nhận thưởng. Chúng ta có nhiệm vụ ngày, nhiệm vụ tuần, rồi nhiệm vụ chính tuyến, nhận thưởng. Tiếp tục nha, khiêu chiến này. Bắt đầu chiến đấu. Công việc chính của anh em sau này sẽ là chiêu mộ tướng, có một đội hình xịn sò rồi phải nâng cấp tướng lên. Đấy, những cái ải ban đầu bao giờ nó cũng khá là dễ, nhưng mà càng lên cao nó sẽ càng khó, đòi hỏi người chơi là phải liên tục nâng cấp tướng của mình lên, không là không đánh được. Đây, mình sẽ trang bị đó. Khi xuất nhập, khi mở tỏ, mặt trăng mặt trời đã để mắt nhìn cho rõ ràng. Nói chung là mình thấy là game này thì nó có đầu tư ở khoản lồng tiếng cho nhân vật. Mỗi một cái nhân vật thì sẽ có một cái giọng voice riêng đó. Nhân vật nam thì là giọng nam, nhân vật nữ giọng nữ, nhân vật trẻ con thì giọng trẻ con. Cũng có một cái sự đầu tư đến từ nhà hành Gamz. Rồi chúng ta có phần nhân vật này. Nó sẽ chia phe. Các phe là sáng thế, diệt thế gì đó. Đấy, chúng ta sẽ có những cái phẩm chất tướng này. Cao nhất tướng đỏ này. Ở đâu? Cao nhất là cái tướng 7 màu này này. Rồi tướng đỏ, tướng vàng, các thứ. Đấy, chúng ta sẽ có những cái phẩm chất tướng như này.
rồi danh sách các tướng hot, rồi lập đội các thứ. Rồi hiện tại thì nó mới mở từng này tính năng thôi anh em ạ, bởi vì là đây là phần cơ bản đầu tiên ấy. Đây anh em nhớ nhá, cái phần nó sẽ chia phe ra 5 phe như này và có sự khắc chế giữa phe, 3 phe khắc chế với nhau và 2 phe chuyên biệt là ánh sáng thế và diệt thế. Ngoài ra khi các bạn đưa những tướng cùng phe ra trận thì nó cộng thêm vòng chỉ số. Đấy, chỉ cần lưu ý cái điều này thôi. Vì là chưa có tăng tốc nên cái tốc độ game nó vẫn đang hơi chậm, sau này nó sẽ nhanh hơn. Rồi mình cứ đánh tiếp thôi. Đánh để mở thêm chắc là giờ anh em sẽ quan tâm nhất là cái phần tỷ lệ quay tướng. Đấy. Chứ còn về mặt cơ bản cách chơi của con Animia Epic Master này thì không có gì đặc biệt cả anh em nhé. Cách chơi khá là quen thuộc của dòng game thẻ tướng. Đây, có cả thưởng vượt ải này. Đấy, thưởng trang bị các thứ. Rồi hãy đừng quên là nâng cấp cho nhân vật của anh em lên. Đấy, tăng cấp lên này. Đủ cấp thì có thể tiến hành đột phá tướng. Đấy, sang nhận. Khi mà đột phá thì các bạn có thể gọi là mở khóa thêm kỹ năng mới. Đấy, kỹ năng nó mở theo cấp. Ví dụ như là cấp 11, rồi cấp 21 gì đó, nó sẽ mở tính cấp của nhân vật từ từ từ. Đây là âm thanh của gió. Đấy, giọng lồng tiếng nhân vật thì mình thấy là có nhân vật thì hay, có những nhân vật thì mình thấy là cũng bình thường thôi, không có gì quá nổi bật. Khiêu chiến tiếp này. Anh em nâng cấp nhân vật lên thì vượt ải nó sẽ dễ dàng hơn nhá. Đấy, rất là mạnh luôn. Ta sẽ có... À đây nó hướng dẫn mình mặc nhanh trang bị này, rồi cường hóa trang bị. Chúng ta có tính năng cường hóa trang bị. Đấy. Cường hóa trang bị để tăng lực chiến. Rồi. Nhìn chung thì mình thấy là con game này thì nó cũng hướng dẫn là khá là kỹ. Đối với bạn nào mà lần đầu tiên chơi game thể loại thể tướng ấy thì sẽ cũng dễ dàng làm quen thôi. Tiếp tục nha. Đấy, mình sẽ đánh tiếp. Vượt ải, cứ bây giờ cứ vượt ải cả, bởi vì nó cũng chưa mở ra cái tính năng gì để nói thêm ấy. Đây là quà nạp đầu, các bạn hãy nạp đầu vào nhá. Tặng phẩm nữ thần. Cái này là phần quà gì đấy? Nhận quà, nhận thưởng này, miễn phí luôn này, ngon. Thí luyện ngựa linh. Đánh khiêu chiến đây là khiêu chiến nhận quà. Đánh thử xem nào. Không biết là đánh được không? Lực chiến quá thấp không thể đánh. Cái này thì sau các bạn khiêu chiến để nhận quà nhá. Tam thần tướng này. Khiêu chiến. Ủa, cấp này 240 sao đánh được ta? Sao đánh được ta? Ủa rồi, vả mình cái chết. À cái này là tính sát thương à? Mình cũng chưa rõ lắm, nhưng mà thôi cứ đánh thử xem nào. Nó có một số cái sự kiện trong game ấy. Hình như cái này là tính sát thương rồi tính điểm quà hay cái gì đó chẳng hạn. Không có nút bỏ qua nha anh em nhé. Bắt buộc anh em sẽ phải đứng đánh thôi. Này sát thương nó tính này. Không được rồi. Nhận thưởng. Đây các bạn có thể nhận thưởng ở đây. Đúng rồi, cái này tính kiểu các bạn tướng càng khỏe để gây sát thương càng nhiều, anh em nhận thưởng này. Đó, rất là nhiều phần thưởng luôn. Rồi có sáng thế tâm ngư này, nhận quà. Nói một số cái sự kiện ở trong game gọi là tặng phẩm nữ thần. Nhận quà trương. Đây rồi, chúng ta mở phần thành chủ này. Trong thành chủ này có rất nhiều tính năng. Thì đặc biệt là tính năng thủy tinh triệu hồi, tức là để các bạn chiêu mộ tướng đó. Đây, mình sẽ thử chiêu mộ cho anh em xem nhá. Triệu hồi ngự linh này sẽ được tặng một ngự linh miễn phí đây. Đó.
Thì tỷ lệ quay tướng ở đâu ta? Mình xem. À đây, có dấu chấm nhắc đây rồi. Ơi, thì quay thường ấy thì tỷ lệ linh thường là 51,7%, sử thi là 4,65%, tình bạn là 3,25 và theo phe là 5,65. Nói chung là tỷ lệ này là một tỷ lệ cũng khá là trung bình của thể loại game thẻ tướng thôi. Đấy thì các bạn có thể quay tướng ở đây. Có tướng ngon thì anh em sẽ dễ dàng vượt ải hơn. Rồi một số phần quà phúc lợi như kiểu là báo danh nhận quà các thứ này. Đấy, nhận quà. Rất là nhiều cái sự kiện phần quà trong game nhá. Đây là phần đổi cốt thì các bạn có thể có những cái hình như là game này nó có cốt chung thì phải anh em ạ. Hình như là có cốt chung, mình không rõ lắm. Để xem nào, hình như là nó có cốt chung đấy. Có cốt chung. Đây, chúng ta sẽ có hai cái cốt chung là nó là quick cốt tân thủ thì các bạn hãy nhập vào đây nhá. Live page này. Đúng rồi. Cái thứ hai đó là Animia. Đấy, bạn nào biết thêm cốt nào mới thì có thể comment nhá. Anh em share nhau cái cốt. Đấy, sau khi có cốt thì các bạn thể có phần quà vào túi như thế này. Ghép tướng này này. Đấy, được tặng Những thêm lời vô nhân ích, vật mới. đánh nhau giải quyết nhanh nào. Ôi, khiếp, cái giọng này thì lồng tiếng hơi chán này. Đây sẽ là một cuộc hành trình cô đơn, không được ghi nhận và Đấy, ghi tăng nhớ. cấp lên. Đấy, sau khi có đội hình mới rồi thì anh em có thể xuất chiến đánh tiếp thôi. Chúng ta sẽ sang với chương 2 này. Tí nữa mở xong cái này thì ải 2 trên 3 thì chúng ta sẽ mở tăng tốc. Cho thêm nhân vật mới. Đấy, như vậy đội hình mình hiện đã có 5 người rồi. Đấy, ải trên 3 thì mới mở tăng tốc x2 lên thì tốc độ trận đấu nó sẽ nhanh hơn đấy. Ok. Rồi, về cơ bản cách chơi là như vậy nhá. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một số tính năng sau này như kiểu là sảnh công vụ này, tiệm này, đấu trường này, thâm nguyên, thám hiểm, dã ngoại. Đấy, các bạn phải vượt ải thì mới mở tế đàn, nâng cấp tướng hoặc là phân dã tướng này, lễ tế nữ thần. Thì trên đây là mình giới thiệu nhanh cho anh em về lối chơi của con game có tên gọi là Animia Epic Battle, một con game nhập vai thẻ tướng lấy đề tài fantasy. Thì anh em nào quan tâm có thể tải con game này trên Google Play và App Store nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của Sói Bạc. Mà nó thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh AppCoby. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye. Chỉ đặc quyền ở FK Mobi, kho mini game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi, quá tới thế cao cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi, chỉ ngày đi.